Joe. Đời tài xế, đời tài xế, đời tài xế, ê ê ê. Đời tài xế suốt ngày trên ghế, cái lưng ê ê, cái mông ê hề. Đời tài xế suốt ngày như thế, thích đi muôn nơi tiền có là bao. Đời tài xế suốt ngày trên ghế, cứ ôm vô lăng liếc ngang liếc dọc. Đời tài xế phải thiệt chú ý, chứ sai một ly là đi một đống. Đời tôi tài xế, tôi chẳng xa chi nhọc nhằn gian khó. Bà con chớ lo, đã bước lên xe giống như ở nhà. Tôi gắn tivi bánh kia, tôi gắn thêm cái đi bờ đi. Gắn ở trên xe chiêu cho bà con khỏi lo buồn chán. Đường xa kho mây, cô bác chớ lo hãy thiệt thoải mái. Tôi lái xe chinh chiến bao năm nên rất an toàn. Tôi lái xe không rượu bia, không phóng nhanh, không chạy đua. Đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tôi. Này, coi sao khách càng ngày càng vắng là sao? Vắng là phải rồi. Ông nhìn đi, ông nhìn xe ông đi. Xe tốc hành chất lượng cảo. Số điện thoại thì số VIP đi chứ hỡi. Mà xe đầy không nổ. Bắt khách ta đẩy, đẩy rồi khói phà vô mặt người ta đen thùi. Cách nào ta? Cách nào giờ? Ông làm cách nào đi chứ kiểu này. Đây, đói. Tao có cách. Cách gì giờ mày ra dạng rồi qua bên xe đó. Được không? Mày đi coi làm sao á, xe nó làm sao mà khách phái đi xe nó. Ý kiến này hay nè. Hay quá. Ôi tay mày dơ quá mày ơi. Sửa xe cho lẹ đi. Kiếm được khách nào hay khách nấy. Cho lẹ đi. Đời tài xế suốt ngày trên ghế, cái lưng êm êm, cái mông êm hề. Đời tài xế suốt ngày như thế, đi muôn nơi tiền có là bao. Đời tài xế suốt ngày ngồi ghế, cứ ôm vô lăng liếc ngang liếc dọc. Đời tài xế phải thì chú ý à, chứ sai một ly là đi một đống à. Đời tôi tài xế, tôi chẳng xa chi nhọc nhằn gian khó. Bà con chớ lo, đã bước lên xe là giống như ở nhà. Tôi gắn thêm cái đi bờ đi. Gắn ở trên xe chiếu phim bà con khỏi lo buồn chán. Đường xa kho mây, cô bác chớ lo hãy thiệt thoải mái. Tôi lái xe chinh chiến bao năm nên rất an toàn. Tôi lái xe không rượu bia, không phóng nhanh, không chạy đua. Đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tôi. Đời tôi tài xế, tôi chẳng xa chi nhọc nhằn gian khó. Bà con chớ lo, đã bước lên xe là giống như ở nhà. Tôi gắn tivi bánh kia, tôi gắn thêm cái đi bờ đi. Mở đĩa hoài linh để cho bà con coi khỏi buồn ngủ. Đường xa kho mây, cô bác chớ lo hãy thiệt thoải mái. Tôi lái xe chinh chiến bao năm nên rất an toàn. Tôi lái xe không rượu bia, không phóng nhanh, không vượt ẩu. Đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tôi. Nghề tôi là lái xe là nghề tôi, có bắt tay là tên tôi. Nghề tôi là lái xe là nghề tôi. Nghề tôi là tài xế. Dù rằng thế suốt ngày vẫn ngồi trên ghế, qua bao nhiêu năm vẫn thế, luôn say luôn mê cuộc đời tài xế.